Hello, xin chào cả nhà. Đã lâu lắm rồi em mới quay lại để làm những video mới cho cả nhà. Trời, dạo này em cũng bận quá. Hôm nay em mới có thời gian rảnh để quay clip cho cả nhà coi. Và hôm nay em sẽ làm một món ăn đường phố, món ăn vặt ở Sài Gòn. Đây là ba món ăn vặt mà ở Hồ Con Rùa mà em đã mới mua về. Đây là bánh tráng trộn, đây là truyền thống nha, bánh tráng trộn. Da heo trộn, da heo là da heo nó chiên giòn lên lắm. Cái này là bánh tráng cuộn. Ok, mình bắt đầu ăn nào. Mở cửa nha. Bây giờ em sẽ ăn bánh tráng trộn trước nha, hay là bánh tráng cuộn? Thôi bánh tráng cuộn đi, tại vì lâu rồi em chưa ăn bánh tráng cuộn. Đây là bánh tráng cuộn. Bánh tráng cuộn đây, nó bé không? Nó có rau, nó có hành phi, có lạc, có bò khô. Đây là cá khô, với lại bên cạnh có thịt bò khô. Lâu lắm rồi mới ăn. Ngon quá. Đây là khô gà, khô gà mặt trước. Đúng không? Rau. Nó có xoài nữa cơ nhỉ. Vị nó rất là đậm đà, nó chua chua ngọt ngọt nữa, có cái mayonnaise ngọt ngọt. Đây là ruốc, có là trứng cút. Chưa ngon. Bây giờ em sẽ ăn xoài. Bây giờ chua, món này siêu ngon. Ai mà đến Sài Gòn á là phải thử những món này, không thử là phí đời luôn. Hôm bữa em đi quay phim ở Tây Ninh á, em được cháu chủ nhà mua cho bánh tráng trộn ngon, lại muối nữa, xứ sở muối tôm. Mình là chơi bự. Mình này là có ruốc á. Thử nào. Bây giờ em sẽ thử da heo trộn. Hôm bữa là em ăn da heo với lại ớt đó. Cũng ngon nhưng mà em chưa bao giờ ăn lại như này. Đây là da heo này, mọi người. Con da heo nó có màu vàng vàng. Nó cũng dẻo đấy rồi. Vì em cũng mua cũng lâu. Em mới mua được. Em đợi ngấm. Ngấm mà ăn mới ngon.
Ăn này giúp ăn gỏi không? Da heo này mọi người. Vừa nãy em ra hồn rùa em gọi thử món da heo là món gì, em chưa được ăn đấy, nó cũng ngon thật. Cái da nó cứ dai dai á, kiểu nó ngấm với mấy cái vị này ngon. Đều những con tép. Em thấy ăn bánh tráng ở Tây Ninh không? Nó cay, cay các bạn rồi luôn. Nó cay kinh khủng khiếp không? Mà bánh tráng ở đây nó cũng không cay lắm. Ngon. Em thấy cái này chủ yếu là xoài. Xoài không? Em thấy bánh tráng mà trộn với xoài á, trời ơi, nó hấp dẫn. Với chua chua, nó cộng thêm với vị cay nữa. Đỉnh của đỉnh. Lâu em tưởng em nghe người ta gọi da heo á, em ghê ghê em tưởng là cái gì, da heo luộc ăn hay là da heo này quá đỉnh. Ngon. Đây là lần đầu tiên em ăn da heo. Da heo trộn nha mọi người. Em thấy ngon. Ngon hơn những da heo trước. Với lại sắp là năm mới rồi. Trời ơi, năm mới qua đúng nhanh luôn á. Em không tin được. Mới ngày nào đây còn đẻ, mới đẻ ra luôn. Chưa gì đã lớn đùng rồi. Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi. Xuân á, xuân, mùa năm mới á, ai cũng vui hết. Mà không vui là ngày nào năm nào cũng phải tăng tuổi. Tăng tuổi là già đi là buồn. Ngon. Mới nhớ hôm nào còn ngủ cạnh ba mẹ, còn đợi ba mẹ đút đúng không, mà chưa gì bây giờ
ngủ với anh nè, tôi ăn nè, ngày nào ba mẹ tắm tắm cho gội đầu nhưng mà sợ nước nước vào mặt, trời má sợ. Còn bây giờ tự tắm một mình, làm cái gì cũng phải một mình em, không không xin giúp đỡ, nhưng mà mình vẫn được gặp ba mẹ là thấy vui rồi, quá vui luôn. Người ăn trong cuộn chảy cuộn nhỏ. Bây giờ mình sẽ chuyển qua ăn bánh tráng trộn nha mọi người. Mọi người biết này là gì không? Thịt bò. Thịt bò khô. Lần đầu mà em tưởng cái gì á, em không dám ăn luôn. Nhìn cứ đen đen lắm, nhìn ghê. Bây giờ ăn rồi. Giờ mình thử ăn nào. Ngon quá. Oh my god. Mình khoái nhất là bánh tráng trộn. Lâu lắm rồi mình mới được ăn lại. Nhớ quá đi thôi. Ở Tây Ninh á, là nó trộn á, là có bịch, xong rồi có bịch muối, với lại xe tắc, với lại cái nó dầu á. Đấy là mình tự trộn, cái này là người ta trộn. Ngon. Có phải ăn muốn khóc không? Dạo này á, Khiêm đi đóng phim á, Khiêm toàn phải đi quay những cảnh khóc. Mình là một người rất là vui tính, vui nhộn, mà mình khóc á, mỗi lần mình nhớ đến ba mẹ là nước mắt hai hàng tự chảy luôn, hai hàng tự chảy luôn. Không biết tại sao luôn, mỗi lần mình nhớ đến ba mẹ hoặc là gia đình người thân á, cảm giác nó tận cùng lắm mọi người. Này, tự tự chảy luôn. Và vậy đi đóng phim cũng 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 vui lắm. Đây là nó đen khiêm đóng phim mà khóc á, chứ bình thường khiêm đâu đi đóng phim đâu. Bình thường mọi người cũng thấy khiêm rồi đó, khiêm quay MV á, bà mẹ yêu ơi với bà cha á, mình thấy khiêm khóc dã man chưa. Không á, nhưng món này á mình phải ăn ít thôi, mình để cho tốt cho cái giọng, chứ không ăn nhiều mà cái này là không tốt cho sức khỏe lắm. Lâu lâu ăn vặt thì rất là ngon, còn ăn nhiều thì mình thấy ngán lắm. Lâu lâu hôm nay mình mới được ăn thôi. Cả nhà ơi, cả nhà nếu muốn mà muốn đi mua bánh tráng trộn á, cả nhà hãy ra chỗ Hồ Con Rùa, ở đấy rất là bán rất là nhiều bánh tráng,
Mọi người hãy mua đi. Anh mua thử về anh cho biết ngon không? Mình nghĩ là mình sẽ không ăn nữa, tại vì mình sẽ giữ giọng cho mình ăn thế thôi, là đùa. Vậy năm mới đã qua rồi, năm mới sắp đến rồi nha cả nhà. Chúc cả nhà có một năm mới thật là vui vẻ, may mắn và hạnh phúc với gia đình. Vậy thôi, video của em đến đây là kết thúc rồi. Mọi người nhớ like, share video này và subscribe kênh Gia Khiêm ASMR để nhận được những video mới nhất. Mọi người nhớ bấm chuông nha. Vậy thôi, bye bye cả nhà.